Nhiều năm trước tại con di viện thành phố Raycon, tập đoàn Umbrella đã giao cho nhà khoa học William Trumner một nhóm trẻ em, bề ngoài là mang hình thức nuôi dưỡng, nhưng sự thật thì không phải, bọn trẻ chính là chuột bạch, đối tượng để cho William thí nghiệm một loại virus làm thay đổi DNA của con người. Đêm hôm nọ, cô bé lẻ tò mò đi xung quanh, vô tình gặp được một người đang trong thời gian thí nghiệm tên là Lisa. Mặc dù đối phương có vẻ ngoài kinh dị, nhưng Lê vẫn không sợ hãi. Cả hai còn kết bạn với nhau. Sau đó Lê kể lại mọi chuyện cho anh trai Chris. Thế nhưng anh trai lại không tin là có một người bị thí nghiệm xuất hiện ở đây. 15 năm sau, tập đoàn dược phẩm Umbrella đã rời khỏi thành phố Raycon, chỉ còn lại một vài nhân viên và những người dân nghèo. Khi này Claire đang quá giang tên tài xế trên đường trở về thành phố Raycon. Vì mãi nói chuyện mà không chú ý, tên tài xế vô tình tông trúng một người đi đường. Chuyện này thật nghiêm trọng, Claire khuyên nhủ tên tài xế phải mau chóng trình báo cho cảnh sát. Trong lúc họ nói chuyện thì xác chết đột nhiên tỉnh dậy rồi bỏ đi. Chú chó thấy vậy liền chạy ra liếm sạch vũng máu trên đường. Cả hai vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cái xác đã biến mất. Không còn cách nào, cả hai đành phải tiếp tục chạy vào thành phố. Claire nhanh chóng tìm đến nhà anh trai Chris. Không ai hay biết những sinh vật ở đây có triệu chứng rất kỳ lạ. Con chó lúc này cũng vậy, bỗng nhiên nó lên cơn khát máu cắn vào tay tên tài xế. Tại quán ăn đêm khi này có một nhóm cảnh sát đang trò chuyện. Hai người trong số họ bắt đầu đi điều tra một vụ án mạng xảy ra tại biệt thự Benzer. Những người còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này anh chàng Leon mới phát hiện có máu chảy ra từ mắt bà chủ quán. Chuyện này đã xảy ra được một tuần nay rồi. Khi này Lê đã gặp được Chris, anh ta giờ đây là cảnh sát. Thế nên Lê muốn nói cho anh trai biết rằng tập đoàn Umbrella đang có hành vi thí nghiệm phi pháp ở đây. Bằng chứng là có một cô gái bị xe tông nhưng vẫn không hề hấn gì mà rời đi. Claire còn cho anh trai xem một đoạn băng. Anh chàng Ben trong video khẳng định rằng tập đoàn Umbrella đã đầu độc thành phố Raycon trong nhiều năm qua bởi một loại virus biến đổi gen gì đó. Vì thế nên Umbrella mới chuyển đi nơi khác. Hiện tại thì Claire đã mất liên lạc với Ben. Thế nhưng Chris vẫn không tin vào những chuyện này. Đột nhiên lò phóng thanh của thành phố phát ra lệnh giới nghiêm, cảnh báo người dân không nên rời khỏi nhà. Ngay cả Chris cũng không biết chuyện gì nên lập tức chạy đến đồn cảnh sát để tìm hiểu. Phía này William nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Umbrella. Ông ta liền bảo vợ và con mau chóng thu dọn rời khỏi nơi này. Trong khi đó, cảnh sát trưởng đã tập hợp mọi người lại. Ông ta thông báo đội rè vô đã mất tích không còn liên lạc được nữa, chính là hai anh đặc vụ tại quán ăn lúc nãy. Cảnh sát trưởng ra lệnh cho 5 người còn lại mau chóng đi tìm kiếm đội rè vô. Trước khi hành động, Wesker nhận được một tin nhắn với nội dung là thành phố sẽ bị phá hủy vào lúc 6 giờ sáng mai. Claire đang ở nhà một mình thì đột nhiên có một phụ nữ xông vào tấn công. Nhanh tay cô đẩy sang một bên rồi chạy ra ngoài chiếc mô tô, sau đó phóng thẳng về hướng sở cảnh sát để tìm anh trai. Vô tình gặp phải gia đình của William, thời gian cấp bách ông ta liền rời đi. Đội Alpha khi này cũng đã bay đến hiện trường gần biệt thự nhà Benzer. Bọn họ tìm thấy xe ô tô của đồng đội cùng với một con quạ trên lồng có nhiều máu. Không nghĩ nhiều, Valentine bắn một phát. Bên trong xe cũng không có người, cả bốn đành phải vào căn biệt thự tiếp tục tìm kiếm. Tên tài xế bị chó cắn khi này đã mất đi thần trí. Hắn ta không còn kiểm soát được chiếc xe tải. Nó lật ngang rồi nổ tung trước cửa đồn cảnh sát. Sau đó tên tài xế đi vào nhà mà Leon thì đang ngủ vẫn chưa hay biết chuyện gì. May mắn là cảnh sát trưởng kịp thời nổ súng giết chết tên tài xế. Sau đó ông ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây. Cảnh sát trưởng khuyên nhủ Leon tốt nhất nên khóa cổng chính lại. Sau đó ông ta một mình chuồn khỏi đây mà vẫn không nói cho Leon biết chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên tất cả các nẻo đường đều bị lính của tập đoàn Umbrella ngăn chặn. Chúng không cho bất kỳ ai rời khỏi Raycon. Nếu ai kháng lại thì sẽ bị bắn chết không tha. Thấy vậy cảnh sát trưởng đành phải quay lại đồn. Đội Alpha đã vào trong căn biệt thự. Họ chia ra hai nhóm để mau chóng tìm được đồng đội. Chris và Peter đi theo hành lang bên phải. Vô tình họ phát hiện một ông bác sĩ đang cắn xé con người. Khi quay đầu lại thì đó là một dìm bị khiến cho cả hai sửng sốt. Họ liền nã súng giết chết thằng dìm bị. Người bị cắn chính là thành viên đội rè vô. Khi này cảnh sát trưởng phát hiện có động tĩnh, ông ta liền nổ súng nhưng không trúng được mục tiêu nào. Nghĩ rằng là nó ở bên dưới nhưng không ngờ là nó phía sau lưng. Không may cảnh sát trưởng lại hết đạn. Đúng lúc này Claire kịp thời dùng mình cứu quả đập chết con chó dìm bị. Valentine và Wesker thì đang tiến về hành lang bên này. Dựa theo tin nhắn hướng dẫn, Wesker đàn lên một khúc nhạc. Không ngờ nó lại mở ra được một cánh cửa.
Anh chàng lái trực thăng thì mãi chơi game nên bị thiên ma tập kích bất ngờ, làm cho máy bay mất thân bằng tông thẳng vào căn phòng. May mắn Valentine và Whisker kịp thời né tránh nên sống sót. Tên thi công bị biến đổi liền bị Whisker tiêu diệt. Sau đó anh từ biệt Valentine tiến vào trong đường hầm. Cô gái không đi vì muốn tìm kiếm Chris và Peter. Trong khi đó họ đang bị đám thi ma bao vây. Số lượng bọn chúng cũng quá đông cho nên Peter không thoát được mà bỏ mạng. Đoàn cảnh sát cũng lâm vào hoàn cảnh rất tệ. Đám dịp bị đang cố gắng phá cánh cửa. Cảnh sát trưởng gọi điện cho trực thăng quay về nhưng không được. Thấy vậy Leon bèn giao cho Claire khẩu sọc gần để phòng thân. Thì ra anh chàng tên Ben, người cung cấp thông tin cho Claire, anh ta đang bị giam giữ ở trong này. Bất ngờ tên tội phạm cùng phòng biến đổi cắn chết anh chàng Ben. Sau đó nó tiến về phía Leon. Lúc nguy hiểm, Claire kịp thời nổ súng giết chết tên dịp bị. Chris khi này đang lâm vào hiểm cảnh. Bọn thì mà bảo vệ anh với số lượng rất đông. Vì thế nên sau một lúc chống chọi thì súng cũng hết đạn, chỉ còn lại cái bật lửa để quan sát. Đúng lúc nguy hiểm, Valentine kịp thời xuất hiện giải vây cho anh Chris. Cánh cửa đoàn cảnh sát cuối cùng cũng bị đám dịp bị phá được. Ba người lập tức thoát ra đường sau. Ba người tiếp tục chạy đến viện mồ côi Recon, nơi mà Claire đã sinh sống thuở nhỏ, bởi vì cảnh sát trưởng biết được tại đây có đường bí mật đến căn biệt thự nhà Benson. Bất ngờ có thứ gì đó kéo ông cảnh sát lên trên. Khi nó nhả ra thì chỉ còn lại phần đầu. Bỗng nhiên Leon phát hiện có một người lạ. Hóa ra đó là Lisa, cô bạn thuở nhỏ của Claire. Lúc này con quái vật mới nhảy xuống. Lisa nhanh nhẹn dùng đôi tay kẹp lấy hàm răng con vật lại, rồi lấy hết sức bẻ gãy nó đi. Nhận ra Claire là bạn thân, Lisa mới chỉ dẫn một thang máy dẫn đến biệt thự bên sợ. Cả chìa khóa cô gái cũng giao cho Claire. Whisker khi này đang đi đến cuối đường hầm, thì ra William đang ở đây để chiết xuất virus mà ông ta đã thí nghiệm lên con người. Mục đích Whisker đến đây cũng là muốn cướp lấy công trình nghiên cứu này. Thế nhưng William đâu có dễ dàng mà giao ra. Ông ta lén lút lấy khẩu súng bắn về Whisker nhưng chỉ trúng phần dài. William thì trúng vào yếu huyệt. Cô bé Sherry hoảng sợ trốn vào một góc. Người vợ thấy vậy bèn chỉa súng về phía Whisker thì bị trúng một viên ngay trán. Mặc dù anh không muốn giết phụ nữ, nhưng tình thế không còn cách nào khác. Trước khi chết, William đã kịp thời tiêm vào người một ống virus T. Leon và Claire khi này đã đến nhà kho của căn biệt thự. Tại đây họ phát hiện một cuốn sổ ghi chép lại các đối tượng thí nghiệm. Còn có một chiếc máy chiếu, nó ghi lại cảnh hai anh em tóc trắng là đối tượng nghiên cứu của William. Bọn chúng tàn ác xé cánh con chuồn chuồn rồi quăng nó cho bầy kiện. Khi này Whisker chuẩn bị rời đi thì bé gái đi ra. Đúng lúc này Valentine xuất hiện nổ súng vào ngay sau gái của Whisker. Thật ra anh không hề có ý định bắn cô bé Sherry. Hối hận vì đã giết người vô tội, Whisker chỉ cho mọi người một đường hầm xe lửa để thoát khỏi thành phố Recon. Nó nằm ở bên dưới căn biệt thự này. Thời gian cấp bách, ba người mau chóng đi xuống con đường hầm. William lúc này mới bắt đầu biến đổi. Phần dài bên phải mọc ra nhiều gai nhọn và mắt quỷ vô cùng ghê rợn. Leon và Claire cũng đang tìm đến đây. Chris dũng cảm thu hút tên ác quỷ để cho Valentine và Sherry chạy trước. Rất nhanh quỷ dữ đã phát hiện được vị trí của Chris. Hắn ta dùng tay của mình phá cửa rồi túm lấy cổ Chris. Đúng lúc này Claire xuất hiện nổ súng về phía tên ác quỷ ngã xuống. Tiếp theo là Chris bồi thêm một viên đạn tuyển hắn lên đường. Ngay lập tức mọi người vào xe lửa khởi động nó lên chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chạy đường một đoạn thì tên William lại có sự biến đổi. Hắn ta trở thành quái vật cực kỳ hùng mạnh. Súng đạn thông thường chỉ đả thương được quầy dạ. Nó túm lấy Claire, cô liền đâm con dao vào khuôn mặt tên ác quỷ. Nó đào đớn ném Claire ra. Đúng lúc này Leon cầm khẩu rocket bắn tới con quái vật nổ tung. Căn biệt thự cũng bị phá hủy, sau đó là toàn bộ thành phố Recon. Cuối phim có một cô gái tên là Ada Wong. Cô ta đã hồi sinh cho tên Wesker sống dậy. Thế nhưng lại có phản ứng phụ là đôi mắt không chịu đựng được ánh sáng mặt trời. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.